Thanh niên này vừa cào nát một cái bảng bằng 5 đầu ngón tay, không chỉ thế cậu còn có chiêu thức lăng ba vi bộ cực bá đạo. Tuy nhiên chỉ mới vài ngày trước, cậu đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Vào buổi đêm, một người đàn ông cầm sẻng đến đào mộ cậu lên, trong khi cậu vẫn đang say mê chơi điện tử dưới quan tài. Thì ra người đàn ông đó là một thực thể đã sống cả nghìn năm, còn thanh niên này vì để cứu bạn mình nên đã ký một giao kèo quỷ ám. Cậu bị biến thành một con ma cà rồng để trở thành trợ thủ của ông ta, sau đó phải giả chết để sống một cuộc đời ẩn dật. Bởi vì ma cà rồng có rất nhiều kẻ thù ác nên nghiễm nhiên cậu đã trở thành mục tiêu săn đuổi của bọn chúng. Với thân phận mới cùng thứ sức mạnh vô đối, thanh niên với quả mặt non như lốp xe này sẽ làm gì? Liệu cậu có đủ dũng khí để đương đầu với những nguy hiểm trong tương lai? Mời các bạn cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim này nhé. Nam chính Darren của chúng ta là một cậu nhóc con nhà người ta đích thực. Bài kiểm tra luôn luôn được điểm A, là nam thần trong mắt các em nữ sinh ngọt nước. Ngoài ra cậu còn chơi với đủ các thành phần trong trường từ bọn mọt sách đến đám cầu thủ. Cuộc sống học đường của cậu phải nói là đỉnh của chóp. Con ngoan trò giỏi là thế nhưng thằng bạn thân ai nấy lo của Darren lại hoàn toàn ngược lại. Đó là anh bạn Steve này. Hôm nay có tiết học của một ông thầy khó ưa, nên Steve đã rủ Darren trốn học đi chơi cho khuây khỏa. Tưởng hai ông cháu đi đâu hóa ra là lên sân thượng phá bóng đèn. Vì trò nghịch ngu này mà Darren đã làm bố mẹ mình nổi cơn thịnh nộ. Họ bắt cậu say goodbye với thằng phá phách cá biệt Steve kia nhưng bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình. Ngoài mặt thì Darren đồng ý với bố mẹ nhưng vẫn lén lút qua lại với người anh em cây khế. Steve thì lại cho rằng thằng bạn mình hiền quá sớm muộn cũng nghe lời phụ huynh mà bỏ anh em thôi. Đang cãi nhau thì một chiếc siêu xe đi qua, họ đi phát tờ rơi quảng cáo cho một buổi diễn xiếc đêm nay trong thị trấn. Không may ông thầy giáo khó ưa thấy được tờ quảng cáo và cảnh báo học sinh không được đến xem buổi diễn phi pháp này. Tuổi học trò nổi loạn thì sao mà cấm đoán được, đêm khuya thanh vắng hai ông cháu đạp xe đến địa điểm tổ chức. Mua vé xong xuôi cả hai đi vào trong tòa nhà thì gặp một ông chú bí ẩn. Ông chú liên thuyên về tuổi tác và tâm lý một lúc rồi thu vé và dẫn hai người vào trong. Buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu. Sau khi hai ông cháu an tọa, ông chú khi nãy đứng ra giới thiệu các tiết mục. Mở màn là sự xuất hiện của người sói, tên này khá là bốc mùi. Tiếp theo đó là màn phục hồi cánh tay từ nữ hoàng tái sinh, rồi đến cô gái có hàm răng khổng lồ có thể cắn được mọi thứ, và một phù thủy ba đầu gợi cảm có thể tự mọc râu như đàn ông. Cô ta cần tìm một trợ tá và đã chọn Darren. Sau khi mân mê cậu nhóc, cô đã tiên tri được tương lai đen tối của cậu. Sau đó cô vào sau cánh gà cảnh báo ông chú này nên dọn đi vì ở đây không an toàn nữa. Nhưng anh không nghe mà xuất hiện hoành tráng lên sân khấu. Ông chú này là Gresley, tiết mục của anh là chơi đùa với một con nhện đỏ khổng lồ. Anh cảnh báo con nhện có nọc cực độc cắn một phát là nhớ nhau cả đời làm các khán giả sợ hãi. Nhưng riêng Darren thì đắm đuối xem bởi cậu là fan cuồng của nhện. Còn Steve bỗng nhận ra người đàn ông này là một con ma cà rồng cậu từng thấy trong sách. Gresley vừa kết thúc màn diễn thì bỗng có biến. Cơ quan chức năng đã vào cuộc buộc họ phải ngừng ngay những buổi diễn vớ vẩn này lại. Mọi người nhanh chóng giải tán. Hai ông cháu thấy thầy giáo của mình trong đoàn người liền bỏ chạy. Darren vì quá mê mẩn con nhện của Gresley mà cậu đã lẻn vào khu vực của đoàn xiếc. Trong phòng có một cái quan tài và em nhện tuyệt đẹp đây rồi. Bỗng có tiếng động, Darren liền đánh cháo cái lồng nhện và trốn vào một tủ đồ. Gresley vào phòng cùng một người đàn ông. Qua cuộc nói chuyện của họ thì ra ma cà rồng là có thật. Cả hai người này đều là những ma cà rồng bậc cao. Họ đang phải đối mặt với một thế lực ma cà rồng ác là Vampanis. Bọn Vampanis từ xưa đã có dã tâm truy sát tất cả các ma cà rồng chống đối chúng. Đang đau đầu vì tương lai ma cà rồng gặp nguy hiểm thì thanh niên Steve từ đâu bước vào phòng. Cậu nói rằng đã biết thân phận ma cà rồng thực sự của họ. Người đàn ông kia nhanh như cắt phi tới khống chế cậu, tra hỏi kẻ nào đã phái ngươi tới. Steve hết lời giải thích rằng cậu chỉ biết họ qua sách vở thì ông chú mới thả cậu ra. Sau đó Steve bày tỏ mong muốn được trở thành ma cà rồng. Cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với chủng tộc thần thoại này. Nhưng người đàn ông này cho rằng cậu còn quá trẻ. Gresley cũng bảo rằng để trở thành ma cà rồng thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Gia đình, người thân, bạn bè và cả cuộc sống hiện tại. Nhưng Steve đã kể về sự khó khăn của cuộc đời cậu. Gia đình không trọn vẹn, bản thân lại ít bạn bè. Gresley động lòng liền đồng ý. Nhưng ngay khi nếm thử máu của cậu để kiểm tra thì anh ta nhổ toẹt đi. Máu của Steve có mùi vị của sự tàn ác, vậy nên cậu không thể thành ma cà rồng được. Nếu cố chấp, cậu sẽ trở thành thứ ma cà rồng ác, kẻ thù hiện tại của họ. Và thế là hai người đuổi thằng nhóc phiền phức này đi. Trước khi rời khỏi, Steve còn lớn tiếng tuyên bố sẽ trở lại tính sổ với Gresley. Nhưng cậu chỉ được cái võ mồm là hay. Gresley dọa lại làm thanh niên rén mà lùi mất. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Được một lúc người đàn ông này cũng rời đi. Lúc này Gresley bỗng phát hiện ra Darren đang trốn trong tủ đồ gần đó. Darren sợ hãi lùi lại thì phát hiện ra đằng sau cái tủ này có một lối đi bí mật ra cửa sau của rạp xiếc. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhóc men theo mật đạo trèo được ra ngoài. Còn đang lúng túng thì một chiếc siêu xe dừng lại, bên trong là một gã béo. Gã béo này mời cậu lên xe để tâm sự. Không còn cách nào khác, Darren liền đồng ý lên xe người lạ ngay. Thì ra gã béo mặt to như cái mâm này là một tên ma cà rồng ác. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với Gresley. Sau khi liên thuyên về mấy thứ định mệnh với linh hồn gì đó, tên mập nhổ một cọng tóc của Darren. Rất nhanh họ đã đưa Darren về tới nhà. Sáng hôm sau ở trường học, Darren đựng cái lồng nhện trong một cái ba lô. Đang lẩm bẩm với con nhện thì thằng bạn chí cốt Steve đi đến đòi xem hàng. Vừa nhìn thấy con nhện, ông cháu hoảng hồn khi biết rằng thanh niên gương mẫu Darren cũng biết đi trộm đồ. Với bản tính tò mò, Steve cầm cái lồng nhện lên ngắm cho kỹ. Đúng lúc tiếng chuông trường reo làm thanh niên tuột tay thả rơi xuống.
con nhện sổ lồng trốn thoát. Nó chạy lông nhông khắp hành lang. Vì tiết học vừa kết thúc nên mọi người đổ ra ngoài rất đông. Con nhện khéo léo chạy trốn nhưng vẫn bị phát hiện, mọi người bị một phen náo loạn. Darren lấy cây sáo ra định thổi để dụ con nhện quay về nhưng lại luống cuống làm rơi mất. Còn Steve thì đi kiếm cây đồ long đao để đập nó. Ai ngờ ông cháu báo quá làm các chị em bị dọa cho hết hồn. Con nhện bị mắc vào một bãi cao su trên tường, Steve đánh vào làm nó rơi xuống đất. Khi đang định kết liễu thì Steve bị Darren ngăn cản làm con nhện lại chạy mất. Lần này nó bị kẹt vào cửa sổ, Steve định đóng sập xuống thì ôi thôi, con nhện đã chui vào trong áo của cậu. Nó bỏ lên mặt Steve và để lại một nụ hôn nồng thắm. Ông cháu choáng váng ngã ra đất, còn con nhện bỏ đi qua khe cửa sổ trốn thoát trước sự sợ hãi của mọi người. Tối đến, Darren lấy hết can đảm đi đến chỗ buổi diễn hôm qua. Cậu gặp Presley và bị anh ta mắng cho một trận vì tội ăn cắp con nhện. Darren mong muốn ông chú này cho mình thuốc giải để cứu thằng bạn thân. Nhưng Presley đã nhìn thấy tối qua cậu nhóc đã lên xe của tên mập ma cà rồng ác. Anh muốn có thêm thông tin và Darren đã kể lại toàn bộ. Chỉ là cuộc trò chuyện xã giao với xin nhau cọng tóc thôi mà. Presley nói rằng Darren đã bị tên béo nhắm tới. Anh có thể cứu Steve nhưng với một điều kiện. Đó là Darren phải trở thành nửa người nửa ma cà rồng để làm trợ lý cho anh ta. Đang tính về nhà hỏi bố mẹ nhưng lại bị ông chú khiêu khích nên cậu không do dự nữa mà chốt kèo ngay. Sau khi kiểm tra máu thấy không có vấn đề gì, Presley chọc vào 10 đầu ngón tay của Darren để tiến hành nghi thức biến đổi. Xong xuôi, ông chú cõng Darren trên lưng di chuyển với tốc độ bàn thờ làm cậu suýt nôn ói. Cả hai trèo vào bệnh viện nơi Steve đang điều trị. Presley giữ lời hứa cứu cậu nhóc. Sáng hôm sau, Steve đã đi học được. Lúc này Darren đang tận hưởng thứ sức mạnh ma cà rồng mới của cậu. Darren lấy đầu ngón tay cào tấm bảng trước sự kinh ngạc của bạn bè. Không chỉ thế, cậu còn trở nên thèm khát thịt sống và máu tươi. May mắn cậu vẫn kiểm soát được bản năng, chứ không thì cô em gái đã nhận cái kết thảm. Vào phòng mình, Presley đã ngồi sẵn trong góc. Anh ta bảo rằng cậu sớm muộn phải biến mất khỏi đây để đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Darren vào phòng trò chuyện với bố mẹ. Cậu còn tạm biệt cô em gái để sẵn sàng cho cuộc sống mới. Cả hai lên mái nhà ngắm sao tâm sự. Presley cho Darren uống thảo dược. Sau đó ông ta đánh lạc hướng rồi bục cậu nhóc một cái ngất đi, rồi còn ném cậu xuống sân để ngụy tạo thành một tai nạn. Steve vô cùng buồn bã vì cái chết của thằng bạn chí cốt. Cậu dúi cho Darren cái điện thoại để tiện liên lạc. Nhìn thấy mấy đầu ngón tay bạn mình, Steve hiểu được Darren đã thành ma cà rồng. Cậu bực tức bỏ ra ngoài. Tên béo này đã nhặt lấy bã kẹo cao su của cậu. Đêm đến, Presley đến nghĩa trang để đào thằng trợ lý mới tuyển của mình lên. Darren vừa mới được hít khí trời không lâu thì một tên ma cà rồng ác đã tiếp cận và tấn công họ. Presley và hắn đánh nhau một trận long trời lở đất. Tên quái nhân còn rút cả xương từ ngôi mộ bên cạnh gõ vào đầu Presley. Thanh niên Darren mặt đần thối ra nhìn ông chú bị ăn hành ngập mồm. Tên quái nhân đang định cho cậu vào bao tải thì ăn một sẻng của Presley. Anh kéo cậu nhóc lên bảo cậu chạy đi. Darren bỏ chạy thục mạng nhưng vẫn bị tên ma cà rồng ác đuổi kịp. Presley kéo Darren chạy ra đường lớn dụ tên quái nhân chạy theo và lừa hắn một cú đau đớn. Sau đó anh cõng Darren về đến khu trại của gánh xiếc nằm sâu trong rừng. Gánh xiếc này quy tụ đủ các chủng loài và các tộc người đột biến. Presley nói chuyện với ông chủ ở đây để thu nhận thằng trợ lý của mình. Darren tại đây đã làm quen được với một cô bé xinh đẹp. Cậu còn ở cùng phòng với anh chàng người rắn. Người đàn bà đột biến ba đầu này là người tình của Presley. Cô ta là một nhà tiên tri mọc râu. Khi nghe tin Darren ở nhờ gánh xiếc, cô lo sợ nguy hiểm sẽ đến với họ nhưng Presley đảm bảo anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ nơi đây. Còn phía Steve lúc này trở nên bất cần đời đánh bạn bật giáo viên. Cậu cảm thấy tủi thân khi thằng bạn chí cốt bỏ mình mà đi. Khi đang đứng trên sân thượng tính tự hủy thì tên béo này tiếp cận và trò chuyện với Steve. Hắn tiêm nhiễm vào đầu cậu những thù hận, cho rằng chính Darren đã cướp đi giấc mơ được làm ma cà rồng của cậu. Lúc này đây Darren đang tìm cách hòa nhập với cuộc sống của mọi người trong gánh xiếc. Cậu phải làm việc để được công nhận, từ dọn chuồng người sói cho nhện ăn đến việc thu thập lương thực. Những lúc rảnh rỗi, Darren không quên tập luyện để làm quen với sức mạnh ma cà rồng. Mối quan hệ của cậu với cô bé này ngày một tốt lên. Cô ấy là một cô gái khỉ có chiếc đuôi dài luôn phải giấu đi vì mọi người hay giẫm phải. Vào một buổi tối, gã béo đến chỗ họ. Hắn muốn đưa Darren đi nhưng Presley không đồng ý. Anh và tên béo lời qua tiếng lại, nể mặt chủ rạp xiếc nên cả hai không dám đi quá giới hạn. Không làm ăn được gì, hắn buông lời đe dọa rồi lên xe chuồn thẳng. Biết rằng gã béo không bao giờ bỏ qua chuyện này nên Presley đã cấm Darren rời khỏi đây. Anh cũng dạy cậu cách tự vệ và chiến đấu như một ma cà rồng thực thụ. Chụm bàn tay lại và vụt mạnh, thân cây như vừa có một thanh đao chém qua. Darren làm theo và bị thương đau đớn. Hóa ra từ khi biến thành bán ma cà rồng thì cậu chưa từng hút máu người lần nào, dẫn đến sức mạnh bị suy yếu. Presley dẫn Darren đến một nông trại. Anh bảo cậu xin tí huyết người nông dân này đi, ông ta không chết được đâu. Darren thấy hơi ghê nên không dám làm. Vào một tối, có 4 tên thuộc ma cà rồng ác đã tìm đến gánh xiếc. Bọn chúng lùng sục khắp nơi để tìm bắt Darren đi. Cậu nhóc đã nhanh trí cùng thanh niên người rắn trốn sang nhà của cô gái khỉ này, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng tìm được. Khi nguy hiểm đã gần kề, Presley phát hiện ra và tấn công bọn xâm nhập. Anh dẫn Darren xuống một đường hầm bí mật để trốn thoát. Một người đàn ông mở cửa chuồng thả người sói ra. Người sói với ma cà rồng kèo đấu kinh điển nhưng 4-1 không chột cũng khỏe. 4 tên ma cà rồng bị người dân vây quanh tính quyết chiến tới cùng. Nhưng ông chủ rạp xiếc đã đứng ra ngăn cản, bọn chúng liền bắt lấy cô gái khỉ làm con tin. Dưới hầm lúc này, Presley muốn giữ Darren an toàn bằng cách ngủ nhiều năm. Vì sức mạnh hiện tại là rất yếu không thể chiến đấu được,
Mặc kệ Gresley, Darren vẫn quyết định quay lại đối mặt với định mệnh. Steve lúc này đã bị bọn ma cà rồng ác tẩy não và biến đổi cậu thành chủng loài khát máu. Có được thứ sức mạnh ông cháu mang đi thử ngay với thầy giáo của mình. Sau đó Steve còn đến gặp gia đình Darren và cùng tên béo bắt họ đi. Sau chuyện vừa xảy ra, mọi người trong gánh xiếc có vẻ dè chừng Darren vì nguy hiểm cậu mang lại. Tệ hơn nữa, Darren lúc này nhận ra cô bé khỉ đã bị bắt làm con tin, cậu quyết định đi tìm bọn chúng để giải quyết. Trước hết thì trở về nhà dọa bố mẹ một phen đã, nhưng khi bước chân vào nhà thì Darren chả thấy bóng người. Chỉ kịp thấy một thông điệp bảo cậu đến buổi biểu diễn xiếc ngày xưa. Gresley sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định lên đường giúp Darren. Anh mặc áo giáp rồi mượn tạm con dao của đồng nghiệp để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Darren đã tới sân khấu, chào đón cậu là tên ma cà rồng ác đã đuổi đánh cậu cùng Gresley lần trước. Hắn kéo rèm ra trước mắt Darren là gia đình mình cùng cô gái khỉ toàn thân bị trói chặt. Sau đó hắn giới thiệu thằng bạn chí cốt Steve của cậu. Hai người anh em lâu ngày gặp lại mà thái độ trông như kẻ thù thế này. Steve bực bội sỉ nhục Darren, cậu cho rằng Darren là kẻ dối trá đạo đức giả khi đã có được thứ sức mạnh ghê tởm từ ma cà rồng. Darren bảo rằng đó chỉ là sự trao đổi để cứu mạng Steve. Steve không tin và đưa cho bạn mình một điều kiện, tự tay kết liễu cô gái khỉ kia thì gia đình mới được an toàn. Darren tức giận định ăn thua đủ với bạn mình, nhưng cậu giờ đang yếu như sên, cậu bị thằng bạn mình đẩy bay khỏi sân khấu. Đúng lúc này Gresley đã đến, anh ta ném con nhện lên đầu Steve làm cậu nhóc luống cuống. Sau đó là màn giải quyết ân oán của Gresley với tên ma cà rồng ác này. Cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân. Gresley bị ăn hành ngập mồm, anh bị hắn cầm đầu xới tung cả một hàng ghế rồi bị ném lên trần nhà. Tên béo lúc này thì vẫn thản nhiên ngồi xem màn kịch đã mất công dựng sẵn. Cô bé khỉ lúc này đang sử dụng đuôi của mình để cởi trói. Sau đó cô chạy ra chỗ của Darren. Mới đầu chấn bé đù này còn giữ thể diện không dám hút máu, nhưng khi người đẹp thủ thỉ vài câu cậu đã không cầm được lòng, đã nghiện lại còn ngại. Gresley lúc này đã rơi vào thảm cảnh, tên quái nhân trao con dao cho Steve để cậu kết liễu. Darren phóng tới hất văng Steve giải nguy cho đồng đội. Việc Gresley giết một tên ma cà rồng ác đã làm bùng lên cuộc chiến của chủng loài này, đúng như những gì tên béo kia mong muốn. Steve và Darren huynh đệ tương tàn tức giận lao vào nhau. Cả hai chiến đấu như được lắp motor vào đít, lăn lộn hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu khống chế Steve nhưng vẫn không đành lòng xuống tay. Tận dụng sơ hở Steve phản công, cả hai lại giằng co như trước. Đang căng thẳng thì tên béo bước xuống dừng hai cậu nhóc lại. Mọi thứ đã hoàn hảo đúng như dự định của hắn. Tên béo vận công giải thoát một thứ năng lượng thần bí. Gã quái nhân vừa bị Gresley kết liễu bỗng biến đổi, hắn được hồi sinh nhưng dưới một nhân dạng gớm ghiếc. Darren mong muốn bạn mình hồi tâm chuyển ý nhưng không, Steve đã quyết định theo phe của tên béo. Báo hiệu một cuộc chiến quy mô lớn sắp diễn ra. Darren đưa gia đình trở về nhà, tiện thể nhờ Gresley xóa đi ký ức không mấy dễ chịu vừa qua. Cậu ôm tạm biệt em gái và rời đi. Trước khi trở lại rạp xiếc, Darren cùng cô bé khỉ còn phát cơm chó cho ông chú Gresley. Trông có cay không cơ chứ, là tôi thì tôi bỏ mặc cho hai đứa này tự đi bộ về rồi. Trở về gánh xiếc, ông chủ nơi đây đã trưng cầu dân ý cho phép Darren gia nhập hội của họ không. Rất nhiều cánh tay đồng ý và Darren cuối cùng đã trở thành một phần của gánh xiếc. Gresley còn tặng cho cậu một món quà ý nghĩa với mọi ma cà rồng. Các bạn không nhầm đâu, đó chính là một cỗ quan tài sang chảnh. Đúng lúc này người đàn ông từ đầu phim nói chuyện với Gresley bỗng xuất hiện. Ông ta rất hưng phấn vì Gresley đã tiêu diệt một tên ma cà rồng ác. Điều đó sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thế kỷ. Ông ta mong muốn Darren sẽ cùng giúp sức cho trận chiến lần này, nhưng Gresley nói rằng hãy đợi. Có lẽ cậu nhóc Darren cần phải nghỉ ngơi thật tốt trước khi đối mặt với một trận chiến lớn trong tương lai. Và bên kia chiến tuyến không ai khác là cậu bạn Steve. Bộ phim này được dựng lại theo 3 tập đầu tiên của series Chuyện Những Câu Chuyện Kỳ Lạ của Darren San, viết bởi chính tác giả cùng tên. Nếu muốn tiếp tục đồng hành cùng Darren và các ma cà rồng, các bạn đừng quên tìm đọc series chuyện này nhé. Vì tôi nghĩ ông đạo diễn sẽ không làm phần phim tiếp theo đâu. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ 10 điểm review nhé.